Hôm nay Vida sẽ làm clip theo yêu cầu của các bạn về sự so sánh giữa hai dòng âm ly số còn gọi là van liền công suất đang bán rất chạy tại Vida Shop, đó là âm ly BS Audio 9900R và âm ly E3D 8000. Đây các bạn thấy âm ly phía trên này là E3D 8000 và phía dưới là 9900R. Các hai âm ly có đầy đủ tính năng của một mixer kỹ thuật số chuyên nghiệp mà giá bán lại tương đối vừa phải, kết nối đơn giản hơn, không cần sử dụng men cục đẩy nữa. Các hai âm ly có đầy đủ các tính năng như là cắt tần số hú, lọc tiếng, tích hợp bảy dãy equalizer cho nhạc và micro, tích hợp lẫn hiệu ứng echo và reverb, thay đổi chỉ qua một nút bấm, chức năng chống hú tự động FVE, chức năng tăng âm etc. Nói chung là nếu các bạn dự định đầu tư sắm một âm ly mới thì các dòng âm ly số này là lựa chọn số 1 khi sử dụng công nghệ cao cấp digital. Mạch điện tử sẽ cho âm thanh chi tiết và sắc sảo hơn so với các dòng âm ly analog thông thường. Về chức năng sử dụng cũng như phần mềm, cách thao tác thì cả hai âm ly đều sử dụng công nghệ như nhau và đã có các clip riêng hướng dẫn sử dụng. Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất của hai sản phẩm là về thiết kế ngoại hình và xuất xứ. E3D 8000 có thương hiệu xuất xứ tại Đức, sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc, còn BS 9900 thì có thương hiệu xuất xứ tại Nhật, sản xuất lắp ráp tại Đài Loan, Taiwan. E3D 8000 có màu trắng sang trọng, thiết kế không kèm bass theo, giúp âm ly có thể vừa vặn với các hộp tủ nhỏ hơn, không lòi ra ngoài. Còn BF9900R có màu đen, mặt nạ sáng bạc, nhìn rất mạnh mẽ chuyên nghiệp, kèm tay bass dính liền mặt nạ, thích hợp khi cần cố định sản phẩm vào tủ âm thanh. So với âm ly analog thông thường thì âm ly số giúp chống hú micro hiệu quả hơn, chủ ứng tiếng hát hay hơn và còn giúp bảo vệ hệ thống bằng các chế độ khóa mật mã, khóa volume an toàn, không cho bất kỳ ai khác can thiệp vào hệ thống. Nếu so với mixer cùng loại thì dòng âm ly số hiện nay được đánh giá là đơn giản hơn, tiết kiệm hơn cho người sử dụng.